Dạ, xin thân chào chị các bạn. Hôm nay mời chị các bạn chúng ta cùng ngắm biển Vũng Tàu, nghe tiếng sóng vỗ rì rào như các bạn. Sáng nay đi ngang khu vực ở cái mũi Nghinh Phong như các bạn, ở khu vực Hòn Bà. Hôm nay trời trong chị các bạn. Có một ít mây thôi. Biển thì gió nhẹ. Mùa này đang là tháng 7 năm 2020 rồi. Chỗ này nhìn về toàn cảnh bãi sao luôn các bạn, nguyên một cái đường eo giống như một cái chữ cờ khổng lồ á. Phía ngoài đầu là cái dãy núi Vinh Đạm hướng về Đông Hải, đi một cái đường cong rất đẹp về khu vực ở bãi sao và đến cái chỗ diêm đứng như các bạn. Ở phía trước khu vực có núi nhỏ nên là bừng đường bờ biển rất đẹp. Ở phía dưới thì tiếng sóng biển đang rì rào như các bạn. Chỗ này có một cái bãi đá nơi chụp ảnh rất đẹp luôn. Dạ, cảm ơn chị các bạn rất là nhiều đã cùng Jim ngắm cảnh biển Vũng Tàu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại chị các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn chị các bạn.